Con xe 7 cũng khá đẹp rồi con. Cái bóng nó còn bự nữa. Quá bự luôn. Đi xe 7. Xe này cũng còn khá bà con, lốc ác cũng còn đẹp nè. Máy điện hả? Nhờ cho con ngủ đi, cái số rồi nhờ ngủ quá vậy. 5 giờ đi. Cho Thiên Long chở đi gặp đi. Gì vậy? Giao hay làm gì vậy? Đây đi xe 7. Dàn số đi xe 7 mà con. Đi xe 7 là của dân ma. Khá đẹp bà con ơi. Hiếm có con nào được đẹp dữ rồi coi. Giờ thị trường hàng nghĩa địa nó hiếm quá. Cái thời vàng son nghĩa địa nó qua rồi, còn siêu âm thôi. Giờ bán đi, có bán cho vui với bà con thôi, chứ nghĩa địa giờ bán không có chi phí rất là cao. Mỗi cái chút chút tiền nhận chuyện, tiền thợ, tiền dọn dẹp lên cái chút chút mà tới tay bà con tiêu dùng giá rất là cao. Khi bán giá cao cũng không uống đâu bà con ơi, tại vì chi phí nó cao quá. Thì bán giá cao không thấy nó sao sao á, nhưng không có thì không được. Dòng nghĩa địa giờ mọi thứ cái chút chút chi phí lên rất là cao. IC7 con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Chỉ có một con duy nhất bà con ơi, còn như đi C6 mà. Nói chung 6-7 gì cũng vậy bà con, nhưng 6 giá cả nó mềm hơn chút. Nhật thì đồ nào cũng bền, quan trọng quan niệm người ta xài thôi. Cái theo em Nhật cái đồ nào cũng bền, tại em bán Nhật đồ nào cũng bền, mỗi dùng mỗi sở thích khác nhau. Giờ nên cái nào rẻ bà con nên mua xài đi. Nếu mấy dòng Mitsu nè rẻ thôi. 6 mấy 7 triệu có sườn rồi. Không đồ máy, 6 mấy 7 triệu. Xe nữa giá nó căng quá, xe 7 á, xe 6 giá cũng tương đối. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây một con xe 7. Còn tương đối đủ đồ. Lưỡi sói còn bự. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.